Nhạc như con cạc thì mẹ thấy hệ 78x của tao thì mẹ chỉ nghe những cái nhạc này.
Muộn thế rồi. Chặn nó quay. Chặn nó. Xin chào các bạn. Chặn nó. Tôi là chủ kênh live Facebook Trùng Kéo Anh Hà. Buổi sáng từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa và 17 giờ tối đến 20 giờ tối hàng ngày. Web mua bán của chúng tôi là thách.ios.shop. Zalo duy nhất 0975867532. Mình nhắc lại lần nữa. Số Zalo 0975867532. Còn lại đều là lừa đảo giả mạo. 88 uy tín, cút ngay lập tức. Một ông nữa. Mẹ không tin được này được. Lạc gì đây? Lạc lối. Vào vào đây. Vào đây. Quay đánh con cánh tem, quay. Đánh con cánh tem đi. Trận cuối rồi. Quay ra không yêu mày đâu mà hỏi. Hỏi em gì? Không yêu đâu. Đã bảo trận chiều nay chỉ đánh support thôi. Bởi vì buổi chiều nay là buổi danh cuối cùng của mùa rồi. Nên tao chỉ hỗ trợ đồng đội thôi. Bắt đầu từ sáng mai auto đánh con gánh tem. Ví dụ như AD hoặc mid. Chiều nay chỉ đánh support thôi. Ví dụ như là con cặc. Muốn nó đều thuốc à? Thế mà kích em mày 88 uy tín đánh cái đéo gì? Chứ đi phá mày. Sáng mai bố mày sẽ lên cao thủ thật sớm. Sáng mai trận từ tinh anh 2 mà đánh lên cao thủ. Mất 10 trận rồi. Ôi địch mày nhanh lâu thế. Tinh anh 3 chứ. Thôi trận cuối đánh con gánh tem đi. Trận cuối đánh con gánh tem đi. Thua đi, mệt mệt lắm. Trận cuối đánh con gánh tem này. Tao tưởng thằng AD kia nó chơi tiếp nữa, nó nghỉ rồi. Bố đã tin mấy thằng này cầm AD được. Muốn chọn Toro. Toro cái thằng bố mày Toro. Chúng đéo con đánh con Toro. Tao đúc đầy tiền nhá. Mà nhiều tiền đến thế cơ. Đôi đến tao sư tử của mày. Ghê nhỉ, Oliver Zidu của mày. La Talinha. Xong rồi lại còn đi mẹ Tozo. Đi mẹ. Còn thần. Hết trận nghỉ nhá. Hết trận nghỉ nhá. Lại được 2 tiếng 39 phút 40 giây rồi. Hết trận này là vừa tròn 8 giờ là đẹp. 1 khóa đa cấp à? Cảm ơn bạn nào vừa tặng GG nhá. Cảm ơn Trần Thuận nhá. Ui đi mẹ. À mày tặng GG cho tao, mày xỉa sói tao. Cút ngay. Bọn mày không biết hồi xưa tao like không? Hồi xưa nhá, bắt đầu tao mới học cái nghề này ấy. Tao like 3k một ngày. Đó là tao like từ 8 đến 10, 2 đến 4, 6 đến 8. Khổ đéo chịu được. Ngày đéo nào cũng like như thế. Mệt quái tuất. Đến bây giờ tao mới bảo nó đổi cho tao like ngày 2k thôi. Mỗi ca 3 tiếng còn hơn là phải like 3k mỗi ca 2 tiếng. Mệt vãi cướp. Không nói hack map inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok nha. Facebook in phần bình luận. Bản hack như trên livestream luôn nhá. Chấp một loại tố cáo luôn. Bao map sáng từ giờ hết mùa sau nhá. Cái gì đây? Để mẹ không cho tao farm. Không cho thôi. Không cho thôi. Giáo căng thẳng nhau đấy mày. Ui lạc. Không. Nếu như mày nghĩ bố mày sợ mày thì không, bố mày không sợ mày đâu. The light will show me the way. Mẹ bọn nó đi cướp à? Cái thằng MVP nghĩa này.
ta thấy nó có một cái đặc điểm là nó rất ngu, nhưng mà lúc đéo nào nó cũng nghĩ là nó hay. Tay đôi luôn. Toro, bố đang đợi mày đấy. Rồi nó tốc biến rồi thôi. Bố mày tốc biến nha mày đây. Tay trụ, tay trụ, tay trụ, tay trụ. Rồi đẹp rồi. Đẹp quá, yêu Vân Anh. Chơi luôn. Đi mẹ nó. Thôi tôi bỏ đi. Bố chơi luôn, quay chơi, hết chiêu rồi. Hết chiêu, hết chiêu, hết chiêu. Nó tốc biến rồi, tốc biến. Thăm lên 4 ngay, thăm lên 4 ngay. Có ông ti nha. Chơi kẹo quay, vào đi, trúng đẹp, trúng đẹp. Chúng đúng không, tôi quý. Chơi lên, chơi lên. Tao, tao đủ đam, tao đủ đam. Năm tay con tàu. Chơi lên, đủ đam, đủ đam, đủ đam, đủ đam. Đủ đam đấy. Đồng nguyên mày. Rồi phải là cái chết lắm mày. Nhanh bố, vì anh con nữa. Chết chết lắm ấy. Thôi, phạm em đến đây cái gì đánh. Xin gãi một cái em đi lắm mày. Chỉ được cái xinh. Ảnh ngứa thế. 6 giây của ulti nha. Quay đâu ở chỗ nào đây. Quay đó nhờ thì mẹ tao đâm bắt thằng mít nữa. Xin chào các bạn, mẹ. Tôi là chủ kênh live Facebook Chuẩn Kéo Anh Hà. Quay đó đang kì công. Buổi sáng từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa và 17 giờ tối đến 20 giờ tối hàng ngày. Web mua bán của chúng tôi là hios.shop. Zalo duy nhất 0975867532. Đã là chứng là chứng. Nhắc lại lần nữa. Số Zalo 0975867532. Còn lại đều là lừa đảo giả mạo. Tham đi. Thọt quá. Chưa liếm được mạng nào thọt quá. Về mày. Ra đây. À, con trời bằng vung. Lại ulti nha. Chờ nó mày. Để ra đi mày đi. Thôi đừng bắt em ra nữa. Mày nghĩ mày sống được phần này hả ra? Trời ơi. Tôi gì gì cũng chơi được. Ơ sao trúng rồi mày nhỉ? Ơ trúng rồi mày nhỉ? Đi mẹ. Ơ trúng rồi nhỉ? Không tính đam. Trúng rồi nó có tính đam đâu. Nó không tính đam ở đấy. Đi mẹ nó đèn mày cướp rồi. Trúng rồi. Thề chúng mày trúng rồi. Không. Không ra mày lên đây làm gì? Không. Đã mà không mà liền. Đã mít mày ơi. Một thằng bò nó bỏ tao. À cân đôi nhá. Nhìn pha cân đôi này. Cân đôi đẳng cấp này. À điên này. Cân 2 này, cân 2. Cân 2. Chiều 2. Đau quá. Quay việc của chú đấy. Chúng đều quay. Kìa thằng AD kìa. Chóng một tiếng đấy. Đừng có bắn chờ thằng rác. Nếu muốn chơi game nữa. Thật bắn chờ thằng rác quả đấy nó muốn chơi nữa. Ui con hàng mà con hàng này hơi nhiều máu. MVP nghĩa. Lạc lối. À, đập mít, đập mít, đập mít. Đập mít cả. Làm đéo chuyện lát. Đánh ngu thì nhận mẹ đánh ngu đi. Mày đặt lát. Lý do đéo chính đáng đâu. Thật, lý do thế đéo chính đáng đâu. Đông mày. Không. Không. Ôi con hàng rát. Ôi đeo bắn con này đeo chết. Bắn nó đeo chết được. The afternoon. Chơi nó mày. Double kill.
trụ. Ê, đau thế. Lại trượt. Thế điêu nào ấy nhỉ. Lại. Phải bắn trúng được một phát. Chú đéo đâu phải bắn trúng được một phát. Ủa nhiều lính quá. Ui một đàn lính này. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ui. Mà trong đàn lính này đúng ngập mồm luôn. Rồi nha từ từ đi. Mày tính. Mấy giờ nhỉ? Mày tính. Không vui sớm. Quay, tao giờ cho tí quay. Hà đâu á? Hà đang ăn bùa xanh. Bây giờ Hà mới ăn này. Vân Anh ơi. Bố mày gọi mày lên để mày cay hết à? Đánh nhanh ra kênh chat tâm sự điền. Tâm sự cái đéo này. Ao dây. Nhìn đây. Nhìn ao dây nhá. Đấy, một thằng level 9 thì không. Đó. Má tao đang định nhảy nó sống. Đàn to quá. Tao đang định nhảy nó sống. Không sao nha. Không thằng này đã có thằng khác. Lo cái gì. Tao muốn bắn ở cự ly xa thôi. Tao không muốn bắn ở cự ly gần. Bắn cửa ly gần nó cũng... Đây rồi! Để nó! À. Bây giờ 58 rồi. Ôi để nó sống ấy! Mẹ để bố mày luyện bắn cái! Để tao luyện bắn nó cái! Nhớ thằng này yếu máu ta. Nhớ thằng này yếu máu nhỉ. Quay lên cấu rỉa nó quay lên. Mới phút thứ 8 đi. Mới phút thứ 8 không có gì phải vội rồi. Má con khỉ nó còn nhiều máu á. Trời nó đéo nó đéo chết được. Sao nó đéo là yêu máu nhỉ. Ao nhờ. Xin chào các bạn, tôi là chủ kênh live Facebook Trùm Kéo Anh Hà. Buổi sáng từ 9 giờ sáng đến 12 giờ chơi và 17 giờ tối đến 20 giờ tối hàng ngày. Web mua bán của chúng tôi là thách.ios.shop. Zalo duy nhất 0975867532. Mình nhắc lại lần nữa, số Zalo 0975867532. Còn lại đều là lừa đảo giả mạo. Không về nữa. Xuân này con không về. Sao nó không về nữa. Ôi đây hàng đây. Má nó đàm tỏ quá. Ít mẹ bình yêu đi. Bụi bùa xanh đó. Đấy. Bố mày đi về đã. Địt mé thằng kia nó lại còn... Cái thằng này nó lại còn đứng bên về đấy chứ. Má nó chứ. Cái thằng quấn nợ lại đứng bên về. Sao nó không đi về tế đàn nhỉ. Xin đúng một phát. Bắn ở tế đàn thôi. Xin đúng một phát bắn ở tế đàn thôi. Quay. Xin lúc bắn phát tới đàn thì lấy video úp TikTok cái. Không đủ đam. Lại quay. Lại. Thằng Zidu chắc đủ đấy. Đi mẹ nó đi về mất rồi. Bắn cứ ly xa. Bắn cứ ly gần được. Mẹ thằng này nó ăn mất mạng rồi. Ok. Rát kìa. Trời ơi, sao đam nhiều thế?
đam ít ít thôi, chém nửa cái ảo anh chạm thôi, mà ném cả cái ảo anh chạm đấy bố nó chả sống được. Đã đang làm video quay TikTok đây. Đi mẹ. À kìa, đúng rồi. Ta. Cho nó về đi. Cho nó đi về đi, cho nó đi về đi. Mẹ quay. Ôi nhỉ đây. Vậy mà này đéo hợp tác gì. Chơi game đéo hợp tác. Chém nửa cái ảo anh chạm thôi, ông chém cả cái ảo anh chạm đấy. Đam một to đi, chẳng đéo có sống được. At Nildar, I can sleep till 3 in the afternoon. Your team has destroyed a tower. Shut down. The light will show me the way. Đi mẹ đéo nào yếu máu nhỉ? Đéo nào yếu máu nhỉ? Ra cái cướp! Ra không đủ đam! Mới giờ ta? Thôi quên đi! Bỏ mày đéo hợp tác với tao! Đó! Anh cho chú về nhá! À, che chắn là ghê mày. Che chắn này. Đi mẹ mày không chết, tao làm con mày luôn. Trời ơi. Tao nghỉ đi. Đi mẹ ra chứ. Thôi quên đi. Ui chết mất rồi. Không đùa nó đánh. Thôi quên được rồi đấy. Một thời gian quá. Không, mày không ăn được bố mày đâu con ạ. Mày ăn thịt đéo được bố mày. Thế đéo nào cũng nhỉ. Thôi quên đi quên. Lên quên ra quên luôn. Đơn giản lắm mộng. Vui thì vui thôi nhưng mà sao của đồng đội vẫn là trên hết. À thầy. Ô quên đi. Thằng kia dập được phát ông tin thì ngon. Tớ đẩy lên, đẩy lên. Đùa quá nhiều. Mệt lắm rồi. Ô quên đi. Nhiều. Đùa nhiều mệt lắm. Má nó bảo cứ làm cái video quay TikTok cái mà chắc không nổi rồi. 3 giây bùa xanh nữa kìa. Quay ở đây nó kìa quay. Đám to mày. 13 giây. Ra này. Ra đây quay. Chúng này. Nhìn nha, nhìn hướng đạn nha. Chú rồi đấy. Nói tao vui vừa xanh mình. Thôi bỏ đi. Số ăn ký công quê. Số ăn ký công. Địt mẹ nó né giỏi quá. Có bố nó đem nó vào đây. Thằng bò kia, hai thằng kia đánh nó đến ngày mai chưa. Xin chào các bạn, tôi là chủ kênh live Facebook Trùng Kéo Anh Hà. Buổi sáng từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa và 17 giờ tối đến 20 giờ tối hàng ngày. Người bán của chúng tôi là thách.io.shop. Zalo duy nhất 0975867532. Mình nhắc lại lần nữa, số Zalo 0975867532. Còn lại đều là lừa đảo giả mạo. Bốc thôi. Ô quên đi, đánh chặt căng. Thôi nghỉ nhá. 9 giờ sáng mai mùa mới nhá. Ông là hành ma bên bóc Zalo nhá, link Zalo để vào hồ sơ TikTok nhá, Facebook liên vần đừng luôn.
Bản hack như trên livestream luôn nha, chấp một loại tố cáo luôn. Ba map sáng từ giờ đến mùa sau luôn nha. Sáng mai có map luôn nha. Có gì đây? Cháu Nguyễn Đăng, Đăng Đéo rồi, Đăng Cương nhá. Có gì nhá. 9 giờ sáng mai lại tiếp là nghỉ đây.